Lâm Kim Thu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Ông sẽ cho chúng ta biết về các chi tiết về buổi hội chợ sức khỏe mùa hè năm 2013. Xin kính chào bác sĩ. Kính chào các quý khán giả Dòng Hương ở vùng Washington Đốn. Lần nữa xin chào cô Thu. Buổi hội chợ sắp đến cho Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Trước hết xin bác sĩ cho biết ngày và giờ cũng như cái địa điểm của buổi hội chợ sức khỏe mùa hè năm nay. Hàng năm Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ phối hợp cùng rất nhiều các hội đoàn của vùng Washington Đốn này để tổ chức một cái ngày gọi là hội chợ y tế mùa hè và phục vụ cộng đồng. Đây là lần thứ 6, chỉ có năm rồi lý do kỹ thuật không có thể tổ chức được. Lần này cũng tổ chức tại trường Đại học Nova Annandale Campus ngày Chủ nhật 21 tháng 7 từ 9 giờ cho tới 3 giờ chiều. Trong những buổi hội chợ sức khỏe mùa hè có những cái dịch vụ gì? Thường thường cái dịch vụ mà được cung cấp bởi cái hội chợ y tế mùa hè và phục vụ cộng đồng an ninh xã hội thì nó có rất nhiều. Thí dụ về phương diện y tế thì có thử máu để tìm siêu vi trùng gan B và C. Tại vì cái tỷ lệ người Á Đông chúng ta bị rất là nhiều. Cứ khoảng 10 người Á Đông thì có thể một người mang cái mầm bệnh đó mà họ không có biết. Số 2 cũng có thử về phương diện cholesterol và thử đường nữa. Đồng thời cũng có ví dụ để đo huyết áp, đo đường tại chỗ, đo độ loãng xương cho người phụ nữ lớn tuổi. Có những cái dịch vụ để đáp tất cả những vấn đề liên hệ tới y học, phòng ngừa. Hội Lan Club sẽ giúp đo thính lực và thị lực, tức là đo hai thứ. Bên cạnh đó có rất nhiều dịch vụ khác của các anh chị dược sĩ để lo những vấn đề mà giải đáp những thắc mắc về thuốc cho đồng bào. Có sự hỗ trợ của rất nhiều hội đoàn ở đây. Thí dụ như Hội Quốc gia Hành Chánh lo về vấn đề khai thuế cho đồng bào, giúp tìm hiểu về vấn đề Medicare, Medicaid, hay là những cái Health Department, Sở Y tế, hay là những cái chương trình của chính phủ để giúp khai thuế miễn phí hay giúp tìm công việc làm cho đồng bào, về những vấn đề giáo dục trong vùng nhân dân. Chúng ta có rất nhiều trong cái quá khứ và hàng năm đều có làm như vậy hết. Thưa bác sĩ, ngoài những cái dịch vụ y tế kể trên, còn có những cái dịch vụ gì mới lạ? Ở trên năm nay thì nó hoàn toàn có một bộ mặt mới, là vì các anh chị trong nhóm nha sĩ đã kết hợp lại. Cái lần đầu tiên trong lịch sử của cái vùng chúng ta là sẽ khám về răng và chữa răng tại chỗ. Dự trù có thể từ 5 cho tới 10 cái máy di động như vậy và sử dụng lực lượng nha sĩ tình nguyện để phục vụ cho đồng bào một cách khám răng, khám họng phía trong răng và có thể chữa được hay là trám răng một cách đơn giản thì họ cũng làm luôn. Ngoài trường hợp khó khăn thì phải được giới thiệu tới những nơi khác. Cái số 2 nữa là sự trợ giúp của Washington Hospital Center sẽ cung cấp những cái máy để thăm dò, để tìm hiểu cái độ nghẹt của những mạch máu cổ và những cái mạch máu của cái vùng ngực và bụng để tìm xem cái độ nghẹt của hay là những cái độ phình lớn của động mạch. Thì đó là cái điều mà mới nhất hiện nay mà chúng tôi cũng rất là phấn khởi để mà thấy cái điều đó nó xảy ra cho cái cộng đồng chúng ta. Có thể là lần đầu tiên trong lịch sử của cộng đồng ở đây chúng ta mới có những cái điều đó. Dạ, kính thưa bác sĩ, ngoài những cái dịch vụ y tế kể trên, còn có những cái dịch vụ gì cho cộng đồng hay không? Có những cái dịch vụ liên hệ tới sinh hoạt cộng đồng do những cái tổ chức của cái Health Department, những cái cơ quan của chính phủ về vấn đề người già để giúp khai thuế miễn phí, giúp cho đồng bào có thể dễ dàng hiểu được những cái dịch vụ mà căn bản cần thiết cho cái cộng đồng, đặc biệt khi chúng ta những cái người mà mới, chúng ta không có hiểu là chính phủ có những chương trình khác biệt thì chúng ta nên đề mến để có những người để hướng dẫn chúng ta những cái điều đó. Những người tham gia cái buổi hội chợ sức khỏe y tế mùa hè này có những cái điều kiện gì hay không? Điều kiện cần thiết là cần có một cái thẻ để chứng minh mình là ai, cái địa chỉ mình ở đâu, cái số phone mình ở đó. Tất cả kết quả sẽ gửi về mỗi người bằng bưu điện. Chính vì vậy mà đòi hỏi là cái người tham dự phải có những cái địa chỉ của mình sẵn sàng, phải có một cái hình ảnh nào đó để chứng minh người đó. Và cái điều quan trọng nhất là phải cố gắng nhịn đói khoảng 6 tiếng đồng hồ. Sau khi rút máu thì họ có thể được ăn chút đỉnh để chống đói. Và tất cả những cái dịch vụ này đều miễn phí? Tất cả đều miễn phí, đó là cái điều hết sức là quan trọng để đồng bào trong vùng nhớ là nếu chúng ta đi khám bệnh ở ngoài, tiền khám sẽ rất là nhiều, chịu khám răng. Vì cũng biết là giá rất là cao, thì là đây là cái cơ hội duy nhất mà chỉ có một ngày trong một năm thôi. Dạ, xin bác sĩ cho biết lý do tại sao cộng đồng vùng Hoa Tinh Đốn nên tham gia hội chợ sức khỏe y tế năm nay. Đây là một cái hội chợ đặc thù cho cái cộng đồng của chúng ta ở đây và đã được tiếng tốt không những ở trong vùng này mà trong cả Hoa Kỳ nữa. Thì tôi nghĩ cái cơ hội này để được nhận tất cả những sự trợ giúp về y tế ở những bộ mặt khác nhau, từ cái khám bệnh, thử máu,
khám răng, về đo xương nhân dân, đặc biệt những người mà không có bảo hiểm, những người không có điều kiện để đi khám bệnh, thì tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất cho đồng bào hãy đến để mà xem thử cái dịch vụ đó như thế nào. Và nếu cần hỏi thêm thì quý vị có thể theo dõi trên màn hình để thấy những cái người mà quý vị cần có liên lạc, có điện thoại trên đó. Nếu trường hợp có những quý vị ở tiểu bang khác mà họ muốn đến để tham gia cái dịch vụ y tế sức khỏe này có được không bác sĩ? Chúng ta không có giới hạn, cũng không có phân biệt người Việt Nam, kể cả những người Hoa, người Lào, họ có thể biết được, họ không thể đến được và không có phân biệt tiểu bang. Dạ, một lần nữa, ngày và giờ, địa điểm để tham gia hội chợ y tế. Ngày Chủ nhật 21 tháng 7 tại Annandale Campus của trường đại học Nova. Tôi nghĩ là khuyên nên đến sớm, tại vì dự trù cũng khá đông người đến dự. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi tiếp chuyện với bác sĩ Trần Văn Sáng, Chủ tịch Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Ông đã cho chúng ta biết về hội chợ sức khỏe mùa hè năm 2013. Xin kính mời quý vị đồng hương tham gia buổi hội chợ sức khỏe mùa hè năm nay.